Em chào các bác nhé, em Lâm đây. Lại tiếp tục quay cho các bác điều hòa đây. Trước mắt có đây là một con Mitsubishi đầu 56, dòng tên lửa. Hiện tại thì dòng Mitsu này là mã cao nhất của dòng Mitsu. Hiện tại đến thời điểm này thì nó chưa ra model mới. Và model mới nó có ra là model 2024. Hiện tại thì đang bán trực tiếp tại Nhật thì đây. Nó vừa mới ra thôi thì nhà em đã có mặt lạnh rồi, còn cũng nóng chưa về được. Đấy, để các bác hiểu là tất cả cái model mới của máy tháng thì em Lâm sẽ luôn tìm kiếm và luôn mang những cái gì tốt nhất, đẹp nhất và thị trường Việt Nam để bán cho các bác dùng trong mùa hè năm nay. Đấy, thì em sẽ quay qua máy cho bác và giới thiệu cho các bác. Chiếc máy này thì hai chiếc này thì em đã bán được một bác ở trong khu vực Thanh Hóa rồi. Đấy, em thì đặc biệt rất có duyên với các bác trong thành phố Thanh Hóa, gần như điều hòa VIP và hàng siêu VIP ở nhà em thì gần như là về khoảng tầm 50 con thì em bán vào trong đấy, cỡ khoảng tầm 80 con vào trong đấy. Đấy, bởi vì các bác ở trong đấy các bác rất là sành chơi và các bác đều có sự tìm hiểu về đồ hết. Bởi vì để mà tìm được những cái chiếc điều hòa Mitsu này thì nó rất là hiếm. Và giá của nó thì trong phần dòng phân khúc điều hòa cùng đầu 56 này mà cùng là dòng VIP nhất của một hãng. Ví thử như là Mitsubishi này nó có tên lửa chẳng hạn này, Panasonic thì nó có tên lửa chẳng hạn này, và Daikin thì nó có Daikin đầu trâu chẳng hạn này, hay còn gọi là Daikin tên lửa cũng được bởi vì nó cũng hơi nhọn nhọn. Đấy, và tất cả những dòng Hikan ạ, thì trong tất cả các dòng máy của các hãng nổi tiếng ấy, đây là chỉ nhắc thôi nhá, thì mấy dòng Fu thì có Fu loa chẳng hạn thì cũng chưa thể đắt bằng cái tên lửa này được. Đấy, để em nói các bác nào vậy. Đấy, và đấy là điều chắc lịch luôn. Ví thử như bác nào thợ mà cô vàng em mà cũng muốn bóc phốt em ạ, hoặc ấy chẳng hạn, thì các bác cứ nhìn khách nhà em đấy. Đấy, các bác mới mua đấy. Và các bác phải hiểu là các bác có ví thử các bác có con tên lửa như thế này. Đấy, các bác đổi cho em chẳng hạn thì em sẽ kiếm một con máy theo ý của bác vậy. Nên các bác phải hiểu là tại sao dòng Mitsu này rất đắt mà gần như là các bác nào sành chơi thì có thì mua rất là nhiều luôn. Đấy, đây là em đang nói qua về cái thương hiệu máy nhá. Đấy, bây giờ em đi vào chi tiết máy luôn. Vì các bác xem video thì không cần phải mua nhỉ em. Nhưng các bác có một cái kiến thức là gì? Là các bác có thể đi xem máy cũng như là lựa chọn được máy. Đặc biệt các bác đi mua máy nó không bị bịp. Đấy, các bác mua máy như là các bác phải được nhận đúng máy vậy và đúng cái tem đúng cái đời như vậy. Đấy, đây là con Mitsubishi thì cái dòng đời cao 2019 trở lên thì nó sẽ là mặt Mecha, cái Mecha nó to, nó sẽ to hơn. Đấy, nó sẽ to hơn và đặc biệt ở đây là cái cam nó sẽ lồi ra ngoài và cái miếng nhựa này nó sẽ riêng này. Đấy, công nghệ là công nghệ đời mới đây, thì có công nghệ diệt khuẩn này, trong lúc dùng thì nó sẽ tái tạo không khí và diệt khuẩn ở trong không khí, làm tái tạo không khí và làm trong lành không khí. Đấy, cái trái tim này là tiết kiệm nó sức khỏe. Đấy, còn biết trong chấm than này là ký hiệu cho báo lỗi gì nó sẽ hiện lên đây. Đấy, mình nhìn đèn thì mình báo lỗi để mình biết. Đấy, con này thì rất là may mắn lấy được cho bác cái con này thì đây, khiển thì chưa vào pin. Đấy, khiển chưa vào pin luôn, còn nguyên giấy tờ. Đấy, hàng bày mẫu ở siêu thị, tức là nó có lắp ở siêu thị nhưng nó không dùng đáng bao nhiêu, bởi vì thực ra nó chỉ bật một tí thôi. Đấy, tí hay không bác nhìn ở đây cho em biết là biết này. Các bác đừng nhìn những cái góc này nó cắt nhé, cứ bảo cái góc này nó cắt là nó dùng nhiều rồi, không phải đâu. Nó là người ta lắp ở siêu thị chẳng hạn thì nó vào cái vật biết rồi thì bắt buộc nó kết nối một dạng máy này với nhau thì bắt buộc nó sẽ là cắt đây hoặc cắt ở đây là chuyện bình thường thôi. Quan trọng bác nhìn cái ống này. Đấy, các bác đi mua máy này bởi vì anh em bây giờ người ta đóng tem và lâm đời rất là nhiều, và cũng giải thích luôn các bác. Hôm nay có một bác ấy đi hỏi máy nhà em, các bác để ý nhá, tất cả những cái loại đá nói là hàng đấu và hàng cửa tiệm ở Nhật thì không bao giờ có chuyện bị gãy ống. Đấy, và các bác nhìn những con hàng mới này, hàng lướt này, các bác nhìn là những cái phấn đồng vẫn, cái phấn hàn the này nó vẫn còn trắng nguyên và cái đồng này nó sáng này. Còn các bố ở Việt Nam mình hàn lại ấy, là bắt buộc các bố làm sao là cái đèn khò nó khò thì bao giờ nó có sẽ vết cháy ở đồng. Các bác nhìn thấy nó không phải có vết cháy và nhìn cái khớp nối này nó rất là khôn. Đấy, nó rất là khôn, nhìn mắt thường các bác nhìn này, những cái vết hàn này nó rất là sạch và nó rất là khôn. Ở Việt Nam mình các bác có hàn lên rồi thì bao giờ nó có vết cháy, bởi vì là nó có khí mới lại khí ga thì bao giờ cũng vết đen nguội. Đấy, dàn đi đây thẳng tắp tầm tầm luôn. Đấy, đây là những cái vết này tí bọn em sẽ tỉa rồi. Đấy, nó hơi bị chấm nhẹ nhẹ này, vận chuyển thì không tránh được nhưng tổng thể một con máy nó rất là đẹp. Đấy, các bác phải gì lưu ý vậy. Đấy, đầu 56 thì bao giờ cái dàn nối nó sẽ nằm ở dưới. Đấy, nó sẽ nằm ở dưới hoặc nằm ở trên, có đời có một đời đời nữa đời thấp cũng sẽ như là nó cũng nằm ở trên đi sao đấy. Em cũng có một con nữa trong nhà kìa, nhưng các bác lưu ý hộ em là đó là đầu 56 thì nó phải là dàn kép. Đấy, tức là dàn nối thêm. Đấy, cục lóng nó sẽ to và lắm, nhìn thấy ông cồng cày nhá, nó to như con 71 luôn. Nếu đứng cạnh con 71 thì dàn lóng nó như nhau, nó chỉ khác nhau cái tải ở bên trong thôi. Đấy, cái tải trọng ở bên trong thôi.
Đấy, để các bác hiểu là như vậy nhá. Quá đẹp luôn, một siêu phẩm luôn. Đấy, con này được cái là mặt lạnh là gần như là, con này gần như là chưa xài luôn. Tổng thể con máy rất là đẹp. Đấy, chọn được cho bác con máy đẹp cũng sướng. Đấy, rút túi đồng tiền ra mua nó cũng sướng. Mã đây, MZ56020S bát 2020. Đây, em lạnh đây. MUZZW5620S. Đấy, em cam kết trùng đầu, trùng đít, trùng đuôi. Đấy, không bao giờ nhà em có câu chuyện lưng tem lưng đời đâu. Đấy, nhiều bác thì bây giờ cứ mua con đầu 6 như vậy là các bác cứ lưng nó thành đầu 63, mới là đầu 71, thậm chí các bác lưng đầu 80 luôn. Nên là rất là khủng khiếp luôn. Nên là các bác đi mua máy lên thận trọng. Đấy, không bao giờ có cổ ngon cổ rẻ đâu. Đấy, trước này thì em đang bán giá là 24 triệu 500. Đấy, 24 triệu 500. Trước này là không bao gồm lắp đặt, không bao gồm phí ship luôn. Đấy, bảo hành 1 năm, lối 1-1 trong vòng 3 tháng đầu. Đấy, bảo hành tay bo 1 năm. Đấy, nên là bác yên tâm là như vậy. Đấy, nhiều bác thì bảo là có chỗ bán con này đầu 63 giá 24 triệu 500 bao đặt. Tất cả bác nào mà có con Mitsu hàng đấu như thế này, đẹp như thế này mà đầu 63, đấy, em không cần lắp đặt, em mua cho cái giá là 24 triệu 500, em cho người vào tận nơi chở, bất cứ chỗ nào luôn, nếu chuẩn chỉ máy này. Đấy, mua bán là phải cam kết ở nhà em qua hai số điện thoại này. Nếu bác thợ nào đang có cái máy như thế này mà cần bán thì cứ alo em mua cho 24 triệu 500. Nếu ở đầu 63 em mua cho 24 triệu 500. Đấy, qua số điện thoại này. Bác nào cần mua bán các dòng máy công suất khác nhau thì alo cho em. Thì hiện tại thì máy này em cũng đang hết dần rồi, cũng không còn nhiều nữa. Đấy, bác nào lấy thì alo em hai số này nhá. 0975 360 433, dưới là 0377 99 6066. Cả hai số này thì em đều dùng Zalo nhá. Đấy, đây một chiếc nữa của bác đây. Đấy, bác lấy một đôi luôn. Đấy, bởi vì các bác trong Thanh Hóa các bác mua em nhiều nên các bác toàn giới thiệu với nhau thôi. Đấy, cục nóng này. Đấy, con này nó cũng bị cọ này. Đấy, vừa em tẩy ra này. Đấy, nó bị cọ một tí, tỉa ra dàn này này. Đấy, nó lại thẳng tắp này thôi. Đấy, vì vận chuyển thì không thể tránh được. Một đôi máy luôn, hàng tuyệt chủng luôn. Đó, thật sự là đẹp, quá đẹp luôn, siêu phẩm luôn. Đây, như con này nó bị cắt đi. Đấy, cắt là chuyện bình thường mà. Thì bọn em tí có một cái miếng nhựa lắp ở đây. Đấy, nên bác để yên tâm như vậy. Bởi vì là ở bên Nhật lắp máy thì không thể tránh được. Có con nó cắt đầu, cắt đít, không thể tránh được cơ. Đấy, nhưng mà chất hàng là gần như là mới luôn. Đấy, lát nữa cho quả quay lốt, test lốt thế này. Đấy, quay qua cho bác ấy. Đấy, mày đấy rồi, đúng là còn gần như mới cho bác luôn. Này, chấn trước còn nguyên, giấy bảo hành còn nguyên này. Đấy, cái này thì hiện tại thì hết bảo hành rồi, nhưng mà nó vẫn còn đang còn phiếu này. Bởi vì là nó chưa bị gian dân, thế nên nó vẫn còn phiếu này. Đấy, phiếu vẫn nằm niêm phong ở bên trong này. Đấy, một lát nữa sẽ cắt rồi. Đây, em cắt luôn. Đấy, nhà em thì không bao giờ có câu chuyện là treo đầu dê bán thì chó đâu. Đấy, có bác mua ở đâu ơi, mua ở đâu ơi, bảo là tặng 1 triệu, xong rồi đến không nhận được máy như ý, xong rồi nó trừ mất 500, khổ ra. Đấy, mình mua video nào mình mới nhận đúng máy thế. Đấy, nhiều bác có con máy đẹp, xong rồi quảng cáo lên, xong rồi lừa người ta, đến lúc mà người ta phi tiền vào chuẩn không, chuẩn có chuẩn máy đâu. Đấy, thế tại sao có bác mua 4 lần 5 lần nhầm này, máy mới tinh nhá, thẻ bảo hành còn nguyên này, chuẩn chuẩn đầu chưa? Đấy, chuẩn chưa? MZZZW56 20S đấy, chuẩn chưa? Đấy, chuẩn tem nhá, cả bảo hành bảo dưỡng nhá, tem khiển này, khiển còn mới nguyên này, chưa dùng này. Đấy, chuẩn chỉ chưa? Đấy, đây mới gọi là hàng đấu, đây mới gọi là hàng cửa tiệm. Các bác thì có 3 con máy không đánh dây dạ sơn cắt nhẹm mà vẫn cứ bốc phét được. Đấy, tốt hay không thì cứ để khách hàng người ta đánh giá về cửa hàng nhà mình, bán chạy hay không các bác cứ nhìn nhà em đóng hàng liên tục tặng luôn. Đấy, em chào các bác nhá. Đấy, quay qua thì các bác đi mua máy này đỡ bị nhầm lẫn về chất hàng nhá. Đấy, bởi vì là ở đời ấy không bao giờ có ngon bổ rẻ đâu. Thằng ở quê đây chi phí không mất cái gì còn chả bán được, thế thì ở thành phố chi phí lớn. Đấy, quá đẹp luôn, nhìn phê quá lét luôn. Chào các bác nhá.